Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện mỗi ngày được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Chương trình chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và nâng cao kỹ năng thích ứng trong mỗi ngày đang sống hôm nay. Tôi là Hải Vân, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chủ đề của ngày hôm nay, báo động 7 gian cảnh cướp tài sản. Thưa quý vị và các bạn, gian cảnh cướp giật tài sản là hình thức đã xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên, các đối tượng luôn có những chiêu thức mới với thủ đoạn ngày càng tinh vi táo tợn hơn, như chặn đường đánh người để những ai chứng kiến cứ tưởng do mâu thuẫn, nhưng thực chất là để cướp xe máy, hoặc giả vờ mua đồ tại tiệm tạp hóa rồi giật dây chuyền lúc chập choạng tối. Theo đánh giá của cơ quan công an, để thực hiện các vụ gian cảnh trộm cắp tài sản, các đối tượng luôn có sự cấu kết, phối hợp ăn ý với nhau. Con mồi của các đối tượng chủ yếu là những phụ nữ điều khiển xe máy cầm theo điện thoại di động, túi xách hoặc các tài sản có giá trị. Để tránh bị nạn nhân phát hiện, truy hô, kẻ gian thường ra tay tại các nút giao thông có đèn xanh, đèn đỏ hay tại các đoạn đường đông người qua lại. Đây vừa là nơi có thể tạo ra va chạm, lại vừa dễ để đối tượng lấy cắp tài sản tẩu thoát. Tại địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau trong thời gian qua, xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin của những người lớn tuổi đi trên đường một mình. Các đối tượng đã ra tay thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là số nữ trang mà những người lớn tuổi đã chắc chiêu tích góp trong nhiều năm qua. Theo lời trình báo của nạn nhân là bà Lê Thị A, 73 tuổi, ngụ ấp Rạch Lùm A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Vào ngày 14 tháng 4, khi bà đang đứng chờ xe buýt, thì có một đối tượng chạy xe mô tô tiếp cận và đề nghị chở bà về nhà với giá rẻ. Trên đường đi, có một đối tượng khác tiếp cận, gợi ý bà A đổi tiền, đổi vàng thấp hơn thực tế để kiếm lời. Sau đó chiếm đoạt hai nhẫn vàng loại 18K và 24K có trọng lượng khoảng 3 chỉ mà bà đang đeo trên người. Nhận được tin báo, Công an huyện Trần Văn Thời đã xác minh, rà soát, tiến hành các biện pháp. Sau 2 ngày đã phát hiện đối tượng như bị hại trình báo, tiến hành mời làm việc. Đối tượng khai tên Đinh Văn Thanh, sinh năm 1958, trú phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, và Lâm Quốc Trung, sinh năm 1968, trú phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đã thực hiện vụ lừa đảo trên. Công an huyện Trần Văn Thời nhanh chóng phối hợp cùng Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ Trung, đồng thời thu giữ một số tang vật có liên quan. Bọn chúng nhắm đến là những người phụ nữ lớn tuổi có đeo vàng trên mình. Sau đó chúng tiếp cận giả vờ để quan sát, xác định là vàng thật thì chúng tiến hành để tiếp cận và dẫn dụ người có tài sản để chiếm đoạt. Theo hồ sơ, Đinh Văn Thanh có 3 tiền án về tội lừa đảo và cướp tài sản và Lâm Quốc Trung có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, Thanh và Trung đang có liên quan đến các vụ việc khác tại một số tỉnh miền Tây. Dân lớn tuổi khi có đeo vàng trong người, đi ra những nơi công cộng, khi tiếp xúc với những người lạ mà kèm theo những đối tượng khác có dẫn dắt mồi chài về việc đổi tiền, đổi vàng thì cần cảnh giác. Khi gặp trường hợp tương tự, cần kịp thời nhanh chóng tìm cách báo cho cơ quan chức năng để ngăn chặn xử lý các đối tượng theo quy định. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời khuyến cáo những ai đã bị hai đối tượng trên lừa đảo hãy đến trình báo Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn hỗ trợ. Thưa quý vị, nhiều vụ việc gian cảnh các đối tượng cố tình tông vào đuôi xe người dân dừng đèn đỏ và cãi vã để đối tượng đi bên cạnh lấy túi xách treo phía trước. Cũng có trường hợp kẻ gian đóng giả là nạn nhân bị tai nạn giao thông trên đường. Khi người đi đường nhìn thấy, dừng phương tiện định giúp đỡ, mất cảnh giác, thì đồng bọn sẽ phục sẵn, xông ra khống chế rồi cướp tài sản. Có thể thấy các đối tượng không dùng dao, hung khí hay dùng vũ lực để trấn áp người đi đường, mà tinh vi hơn khi các đối tượng lập kế hoạch dàn cảnh để trộm cướp. Nạn nhân trong các kịch bản mà các đối tượng dàn cảnh đa số là phụ nữ để đẩy nạn nhân vào trạng thái tâm lý bị động, hoảng loạn, không thể kháng cự cả về hành động lẫn ngôn từ. Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã triệt xóa nhóm đối tượng thực hiện hành vi dàn cảnh cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là hiện trường vụ dàn cảnh cướp giật tài sản vừa xảy ra trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vào cuối tháng 3. Thời điểm trên, bà Huỳnh Thị Thanh Vân, 47 tuổi, ở phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn,
đang trên đường đi chợ về thì bị hai đối tượng lạ mặt điều khiển xe mô tô tiếp cận, áp sát và giằng cảnh đánh rơi tiền vàng. Sau đó các đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối để đánh lừa nạn nhân, rồi dùng kim cắt giật lấy một bộ xi men gồm 9 chiếc vòng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Đó là cái bữa đó tôi đi chợ về thì đứng chờ xe ngay ba Tân Lập thì có hai thanh niên, thì một thanh niên thì giả vờ rớt tiền thì tôi có chỉ, một thanh niên nữa thì ra là giả vờ là lụm tiền, là nói với tôi là hai người mình cùng thấy tiền thì bây giờ chờ thanh niên kia tới hậu tả cho mình. Đó, thì thanh niên kia vừa để tới thì hai người đó là coi như đem tiền với một cái thỉ vàng ra thì có phát trước mặt, thì sau đó biểu tôi thì đi bán giùm, thì tôi mới không chịu, mới phát cái tê ra, thì thanh niên đó mới chụp cái bộ sumen thì đưa kìm vô bấm, sau đó rồi tôi mới trường giật lại thì tôi ngã xuống. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn, đội cảnh sát hình sự công an thị xã Hoài Nhơn nhanh chóng phân công lực lượng có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp xác minh điều tra. Chúng tôi tiến hành dùng tất cả biện pháp nghiệp vụ rà soát camera trên địa bàn, thì phát hiện được ban đầu phát hiện được cái hướng tẩu thoát của đối tượng cũng như đặc điểm phương tiện đối tượng dùng để gây án, đi về hướng bắc của thị xã Hoài Nhơn, hướng Quảng Ngãi. Thì sau đó thì tôi cùng tổ công tác tiến hành là rà soát truy nóng theo cái hướng tẩu thoát của đối tượng, thì sau khoảng 2 tiếng đồng hồ phát hiện là nhóm đối tượng này là đang dừng nghỉ trưa và ăn cơm tại quán Cây Gió thuộc xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi. Thì tôi đã báo cáo lãnh đạo và tiến hành mật phục và truy bắt cái đối tượng này. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nói trên bị bắt giữ gồm Nguyễn Duy Vũ 45 tuổi, trú ở tỉnh Bình Thuận, Lê Minh Hoàng 31 tuổi và Trương Nguyên Quốc Hoàng 44 tuổi, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận điều khiển xe mô tô đi dọc tuyến quốc lộ 1A từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Huế. Trên đường đi, nhóm đối tượng quan sát những người dân, đặc biệt là phụ nữ đang lưu thông trên đường mà trên người mang theo tài sản có giá trị như vàng, trang sức, thì tiến hành áp sát, sử dụng tiền vàng giả, gian cảnh bị rơi để bị hại chú ý, sau đó giật lấy tài sản và nhanh chóng tẩu thoát. Khi gặp phải những trường hợp giằng cảnh để cướp giật, trước hết người dân cần bình tĩnh, xử lý linh hoạt để hạn chế rủi ro, cẩn thận quan sát kỹ về đặc điểm nhận dạng của đối tượng như vóc dáng, giọng nói, phương tiện sử dụng của đối tượng, biển số xe. Đồng thời nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra làm rõ và được giải quyết kịp thời. Thưa quý vị, các đối tượng thường hoạt động theo nhóm đi từ 2 đến 3 xe máy. Một số đối tượng sẽ giằng cảnh va chạm giao thông để thu hút sự chú ý. Đối tượng khác lợi dụng sự mất cảnh giác của nạn nhân để trộm tài sản. Nếu nạn nhân phát hiện, truy đuổi, các đối tượng khác sẽ có nhiệm vụ cản trở, gây khó khăn cho nạn nhân. Rất nhiều vụ việc với kịch bản như trên đã xảy ra khiến người dân hoang mang và lo sợ. Nhiều người dân trong giây phút mất tập trung đã tạo ra sơ hở và tự biến mình thành con mồi cho kẻ xấu. Đây là video camera giao thông ghi hình một vụ giằng cảnh va chạm xe cộ để trộm cắp tài sản trên phố Nguyễn Biểu, quận Ba Đình, Hà Nội vào cuối tháng 8 năm 2024. Thông qua clip cho thấy, các đối tượng gây án đã có sự phân công nhiệm vụ, tổ chức chặt chẽ, thể hiện tính chuyên nghiệp, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Clip ngay sau khi xuất hiện đã thu hút sự theo dõi, bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự hoang mang, lo lắng trước vụ việc trên. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Ba Đình và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức lực lượng điều tra. Sau 5 ngày nỗ lực điều tra, các đơn vị đã phối hợp bắt giữ thành công hai đối tượng gồm Trần Anh Vũ, sinh năm 1979, trú tại quận Hoàn Kiếm và Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng. Bản thân Vũ đã có 3 tiền án, Tuấn có 3 tiền án, 2 tiền sự. Tôi và anh Vũ đang đi trên đường thì anh Vũ anh mới phát hiện ra là điện thoại chị để hấp xe, thì anh Vũ bàn với tôi bảo tôi đâm vào đi xe gì đấy để chị mất cảnh giác để anh Vũ thực hiện hành vi trộm cắp. Quá trình trộm cắp được trong khoảng vài giây. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng từng bắt giữ một đội nhóm chuyên giằng cảnh va chạm giao thông để trộm cắp tài sản tại các ngã tư. Nạn nhân ổ nhóm này nhắm đến là các chị em phụ nữ có thói quen treo túi xách hoặc để điện thoại ở hộc để đồ phía trước xe. Khi các đối tượng giằng cảnh va chạm giao thông tại Lạc Trung để lấy đi túi xách của một người phụ nữ thì đã bị lực lượng cảnh sát hình sự mật phục bắt giữ. Cái lúc
mà bị đâm hình xe xong về sau, cái tiếng mà lúc bây giờ mọi người cứ xe cứ ào ào đâm nhau rồi là xe cô bị đổ ra, thì lúc bây giờ cô rất là hoảng sợ rồi. Tức là cô hoảng sợ, cô quay ra cô nhìn thì là cái túi của cô là đã bị một cái thằng ấy nó cầm. Và cô nhìn xuống cái xe của nó thì cô thấy có cái con dao nhọn ấy, nó để luôn ở cái chỗ cái hốc của cái xe đấy. Thế xong lúc bây giờ thì cũng thấy mấy chú bảo bà bị cướp đấy. Thì là lại nhìn thấy luôn cái túi ở vứt ở dưới đầu xe. Để tránh trở thành nạn nhân của nhóm trộm chuyên dàn cảnh trộm cắp, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không đem theo số tiền quá lớn, tài sản, túi xách có giá trị, không nên cầm trên tay, không treo móc trên xe gắn máy. Để phòng ngừa loại tội phạm dàn cảnh trộm cắp tài sản, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng tránh, đừng tự biến mình thành con mồi. Đối với phụ nữ, cần cất tài sản trong cốp xe, không nên treo bên ngoài xe. Khi có va chạm, cần chú ý đến tài sản của mình, không để kẻ xấu đánh lạc hướng. Nhiều đối tượng tinh vi ma mảnh sử dụng thủ đoạn giả vờ đánh ghen khiến nạn nhân không kịp phản ứng. Người dân thấy tri hô đánh ghen cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Đặc biệt nếu người dân đã rơi vào bẫy dàn cảnh khi phát hiện thì không nên cố gắng chống trả ngay mà nên tìm cách hô hoán người đi đường để cùng giúp đỡ nhằm tránh bị các đối tượng dùng hung khí gây thương tích có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 2 tháng 6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai đối tượng nam dàn cảnh mua xăng rồi giật sợi dây chuyền trên cổ một người phụ nữ bán quán nước ven đường trên địa bàn xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Đoạn clip cho thấy hai đối tượng nam tiếp cận quán nước, bên trong có một phụ nữ đang giữ hai em bé, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Một đối tượng vào mua 50.000 xăng, kẻ còn lại đứng ngoài cảnh giới. Sau khi mua xăng đổ vào xe, đối tượng quay vào liên tục hỏi chuyện để người phụ nữ mất tập trung, sau đó ra ngoài. Đối tượng thứ hai bước vào lợi dụng sơ hở của người phụ nữ khi đang bồng bé trên tay, liền giật sợi dây chuyền, bỏ chạy ra xe của đồng bọn tẩu thoát. Bị cướp giật, chủ quán nước đuổi theo, nhưng hai tên cướp đã nhanh chóng tẩu thoát. Còn tại tỉnh Bình Dương, một thanh niên đi xe máy đến giả vờ hỏi đường để đánh lạc hướng nam bảo vệ. Đồng bọn còn lại nhanh chóng lấy trộm xe rồi tẩu thoát trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo trích xuất camera, sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 8 tháng 9 tại một quán cà phê trên đường T, khu hành chính thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm này xuất hiện hai thanh niên đi trên một xe máy đến trước quán cà phê. Khi quan sát, có nam bảo vệ đang ngồi giữ xe trước quán, một người đã chạy xe đến giả vờ hỏi đường. Trong lúc bảo vệ mất chú ý, thanh niên còn lại đã nhanh chóng đi bộ đến vị trí cái xe máy đang dừng. Tại đây, đối tượng đã lấy đi chiếc xe máy rồi lên xe nổ máy tẩu thoát. Sau khi thấy đồng bọn đã lấy được chiếc xe, đối tượng giả vờ hỏi đường cũng nhanh chóng rời đi. Được biết, xe máy bị mất là của sinh viên làm thêm tại quán. Sự việc sau đó được trình báo đến công an khu vực. Thời gian qua, tại nhiều địa phương đã xuất hiện những vụ trộm xe với thủ đoạn một nhóm người dàn cảnh hỏi đường bảo vệ để lấy cắp tài sản. Vì có hàng trăm chiêu thức mà các đối tượng thực hiện tại những nơi buôn bán hoặc trên đường phố. Vì vậy, để tránh rơi vào bẫy dàn cảnh để trộm cắp, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, cẩn trọng với tài sản của mình. Để phòng tránh tình huống dàn cảnh trộm cắp tài sản, sau đây là những lưu ý mà người dân cần lưu tâm. Người đi xe máy không nên để túi xách, treo các vật dụng có giá trị ở trước xe cũng như đặt ở khu vực để chân. Tuyệt đối không cầm điện thoại, đeo túi xách ở vai, cánh tay khi tham gia giao thông. Trước những tình huống va chạm, người điều khiển phương tiện cần bình tĩnh, chú ý bảo quản, cầm giữ tài sản có trên xe và rút chìa khóa khỏi xe. Riêng người điều khiển xe ô tô nhớ đóng toàn bộ kính xe, chốt cửa trước khi ra khỏi ngoài giải quyết va chạm. Trong mọi trường hợp, người dân cần bình tĩnh, nắm vững tình hình, sẵn sàng tri hô, kêu gọi trợ giúp. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, mỗi người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác và chủ động phòng ngừa tội phạm. Người dân cần hạn chế đeo các loại trang sức đắt tiền khi đi ra đường. Cần quan sát kính chiếu hậu, nếu phát hiện đối tượng có nghi vấn, bám theo, nên tấp vào lề đường, nhà dân hoặc dừng xe ở địa điểm có đông người. Và chủ đề báo động 7 dàn cảnh cướp tài sản mà chúng tôi vừa chia sẻ đến quý vị cũng đã kết thúc thời lượng dành cho chương trình Chuyện Mỗi Ngày hôm nay. Hy vọng quý vị khán giả đã có thêm cho mình nhiều thông tin bổ ích. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào lúc 6:30 và phát lại lúc 16:00 trên kênh BBTV1.
Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 vào lúc 7:30 và phát lại lúc 18 giờ để phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.